Đã mở được những quân cờ tấn công mạnh. Và lúc này thì Nguyễn Thanh Cảnh cầm quân đen đã quyết định đi nước đột phá, đánh thẳng vào vị trí trọng yếu nhất của bên đỏ. Như vậy chỉ chưa đầy 1 phút đầu tiên của ván đấu thứ hai, cả hai người chơi đã mất đi rất nhiều quân cờ. Bên đỏ đã mất tới 4 quân, bên đen mất 2 quân. Thế trận lúc này
đến từ Bắc Ninh, có 6 trận đấu, 18 ván thắng, 6 ván thua và hiện tại đang có 36 điểm. Như vậy đây là hai người chơi đang có số điểm cao nhất, đứng ở vị trí cao nhất tại game show tới thời điểm này. Người chơi thứ ba, Trần Hải Long, Hà Nội, 6 trận đấu, có 17 ván thắng, hòa 1 ván và thua 10 ván, hiện tại đang có 35 điểm. Đứng ở vị trí thứ tư là người chơi Dương Duy Vũ đến từ Hải Phòng, cũng đã giao đấu 6 trận, 17 ván thắng, 8 ván thua, hiện tại đang có 34 điểm. Ở vị trí thứ 5 là người chơi Nguyễn Văn Đắc, Bắc Ninh, có 6 trận đấu, 16 ván thắng, 7 ván thua, đang có 32 điểm. Ở vị trí thứ 6 là người chơi Trần Quang Dũng, Hà Nội, 6 trận đấu, đang có 15 ván thắng, 1 ván hòa, 8 ván thua, có 31 điểm. Đứng vị trí thứ 7 là người chơi Nguyễn Xuân Hợp, đến từ Quảng Ninh, có 6 trận đấu, 15 ván thắng, 7 ván thua, đang có 30 điểm. Ở vị trí thứ 8 là người chơi Nguyễn Văn Bo, Hà Nội, có 5 trận đấu, 14 ván thắng, 1 ván hòa và 5 ván thua, hiện tại đang có 29 điểm. Ở vị trí thứ 9 là người chơi Phạm Văn Toàn, Hà Nội, đã có 4 trận đấu, 14 ván thắng, 1 ván hòa và 14 ván thua, đang có 29 điểm. Ở vị trí thứ 10 là người chơi Nguyễn Duy Long, Hải Phòng, có 6 trận đấu, 14 ván thắng, 9 ván thua và đang có 28 điểm. Vị trí thứ 11, người chơi Nguyễn Đình Kết đến từ Vĩnh Phúc, với 6 trận đấu, 14 ván thắng, 11 ván thua, đang có 28 điểm. Ở vị trí thứ 12 là người chơi Võ Văn Thành, Hà Nội, có 6 trận đấu, 14 ván thắng, 14 ván thua, đang có 28 điểm. Ở vị trí thứ 13 là người chơi Nguyễn Văn Thịnh, đến từ Quảng Ninh, đang có 5 trận đấu, 13 ván thắng, 4 ván thua, có 26 điểm. Ở vị trí thứ 14 là người chơi Trần Quang Chiến, đến từ Hà Nội, với 5 trận đấu, 13 ván thắng, 9 ván thua, đang có 26 điểm. Ở vị trí thứ 15 là người chơi Đỗ Minh Giáp, Hà Nội, đang có 6 trận đấu, 13 ván thắng, 12 ván thua và có 26 điểm. Cũng cùng với số điểm và đứng ở vị trí thứ 15 là người chơi Lý Văn Vinh, đến từ Hà Nội, với 6 trận đấu, 13 ván thắng, 12 ván thua, đang có 26 điểm. Như vậy, tới thời điểm này, đã có hai người chơi có số điểm cao nhất đứng đầu game show, đó là người chơi Đỗ Quốc Trung đến từ Hải Phòng và người chơi Tô Việt Linh đến từ Bắc Ninh, đều đang có 36 điểm. Trở lại với ván đấu thứ hai giữa hai người chơi Nguyễn Thanh Cảnh và người chơi Phạm Đức Quyền. Thế trận lúc này cũng vẫn đang giữ thế cân bằng nhau. Hiện tại thì người chơi cầm quân đỏ đã có cây xe thứ hai rồi. Và với việc có hai cây xe trên bàn cờ lúc này, người chơi cầm quân đỏ kết hợp với pháo mã chắc chắn sẽ tạo ra một thế trận ngày càng lấn lướt hơn so với đối thủ của mình. Về thời gian thì cả hai người chơi đang cân bằng nhau. Người chơi Nguyễn Thanh Cảnh đang có 10 phút 45 giây. Nguyễn Đức Quyền cầm quân đỏ đang có 10 phút 35 giây.
Tới lúc này thì người chơi cầm quân đen đã có thêm cây mã đen đang ở vị trí rất thuận lợi để thực hiện những nước tấn công của mình. Ngay lập tức, Nguyễn Thanh Cảnh đã thực hiện nước chiếu tướng và đổi quân. Thời gian càng trôi đi, lực quân và thế trận của người chơi Phạm Đức Quyền ngày càng rõ nét và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cặp xe đỏ và pháo đỏ chắc chắn sẽ tác oai tác quái, làm mưa làm gió trên ván cờ ở trận đấu thứ hai này. Người chơi Nguyễn Thanh Cảnh lúc này chỉ còn duy nhất một cây xe đen và một cây thì không thể làm nên chuyện được trong thế trận vừa mạnh về phòng thủ và mạnh về tấn công của người chơi cầm quân đỏ lúc này. Tỷ lệ giành chiến thắng của người chơi cầm quân đỏ lúc này là rất cao. Theo phán đoán của cá nhân tôi, người chơi Phạm Đức Quyền cầm quân đỏ đang có 75% chiến thắng trong tay. Tuy nhiên, người chơi cầm quân đen lúc này vẫn còn tới 6 cây úp chưa mở. Hiện tại mới chỉ mất một pháo, một mã và một cây úp. Như vậy, nếu may mắn, người chơi Nguyễn Thanh Cảnh mở nhanh được cây xe đen, rất có thể ván đấu sẽ xoay ngược tình thế. Thế trận của người chơi cầm quân đen rất có thể từ thế phòng thủ bị động chuyển sang thế phòng thủ tấn công, và rất có thể xoay ngược tình thế, giành cái tỷ lệ chiến thắng cân bằng với đối thủ của mình. Người chơi Phạm Đức Quyền đang có 2 xe, 1 mã và 3 cây úp. Tuy nhiên, bất lợi lớn nhất của anh đó là việc anh đã để mất tới 7 quân cờ. Và vì vậy, chắc chắn trong những nước đi tiếp theo, nếu người chơi Nguyễn Thanh Cảnh cầm quân đen mở thêm những quân cờ tấn công mạnh, thì người chơi Nguyễn Đức Quyền rất dễ mất đi thế trận áp đảo của mình. Tuy hiện tại đang yếu về lực quân, tuy nhiên người chơi Nguyễn Thanh Cảnh lại đang thực hiện nước chiếu tướng hết sức bất lợi và rất thuận lợi cho thế trận áp đảo của người chơi Nguyễn Thanh Cảnh. Đây sẽ là một thế cờ rất khó cho người chơi Nguyễn Thanh Cảnh cầm quân đen. Hai xe đỏ đã áp sát ở vị trí lỗ 4 và lỗ 6 của đối phương. Và lúc này thì hai cây xe đỏ đã dồn về lỗ 4 rồi. Rất có thể nước bình tướng của Phạm Đức Quyền từ lỗ 5 sang lỗ 4 sẽ là một nước cờ gây khó khăn đến vô cùng cho người chơi cầm quân đen.
Như vậy là người chơi Phạm Đức Quyền đã đề nghị đổi xe. Nếu đổi đi cây xe đen, người chơi Nguyễn Thanh Cảnh hiện tại sẽ không còn quân cờ nào có sức tấn công mạnh trên bàn cờ. Và đó là một bất lợi, một khó khăn cho người chơi Nguyễn Thanh Cảnh. Anh đã quyết định mở cây sĩ đen, cây sĩ úp của mình. Tuy nhiên, may mắn đã không đến với người chơi Nguyễn Thanh Cảnh. Lúc này thì Nguyễn Thanh Cảnh cầm quân đen chỉ còn 3 cây úp chưa mở. Nếu may mắn còn cây xe đen, người chơi Nguyễn Thanh Cảnh mới có cơ hội xoay chuyển tình thế trong ván đấu thứ hai này. Trong những nước đi tiếp theo, nếu người chơi cầm quân đỏ Phạm Đức Quyền mở nốt hai cây úp hiện tại, nếu đó là những quân cờ có sức tấn công mạnh như pháo mã, thì chắc chắn thế trận giành chiến thắng của Nguyễn Đức Quyền sẽ tăng lên rất nhiều. Hiện tại thì anh đang áp đảo đối phương, đang có lực quân rất mạnh. Tuy nhiên, hai cây úp còn lại nếu không phải là những quân cờ tấn công mạnh, thì thế trận cũng chưa thể nói chắc điều gì. Người chơi Nguyễn Thanh Cảnh đã quyết định mở cây xe úp ở lỗ 1. Rất tiếc, đó chỉ là một cây tốt đen. Cây tốt không có nhiều giá trị trong thế trận hiện tại, không giúp gì được cho người chơi Nguyễn Thanh Cảnh có thể chống đỡ được sức tấn công rất mạnh mẽ và uy lực của người chơi Phạm Đức Quyền cầm quân đỏ. Như vậy, thần may mắn chỉ còn duy nhất tồn tại ở cây xe úp ở lỗ 9 của bên đen. Nếu người chơi cầm quân đen không mở ra được cây xe đen ở vị trí cây xe úp hiện tại, có thể nói người chơi Nguyễn Thanh Cảnh chắc chắn sẽ nhận ván thua ở ván đấu thứ hai này. Nguyễn Thanh Cảnh quyết định mở cây tốt úp ở lỗ 1. Rất tiếc, đó vẫn chỉ là một cây tốt. Và ở vị trí hiện tại như vậy, có mở được cây xe thì cây xe cũng không thể tồn tại. Như vậy, như dự đoán của cá nhân tôi, tất cả sự may mắn đang nhìn vào vị trí cây xe úp của bên đen. Đúng rồi, như vậy người chơi Nguyễn Thanh Cảnh đã tìm ra được sự may mắn rồi. Khả năng phòng thủ của anh sẽ được tăng cường trước sức tấn công rất mạnh của người chơi cầm quân đỏ. Và bây giờ người chơi Nguyễn Thanh Cảnh sẽ sử dụng cây xe đen của mình như thế nào đây? Cây xe đen có kết hợp cùng với cây tốt đen để có thể áp sát khung thành của bên đỏ được không? Rất tiếc cho người chơi Nguyễn Thanh Cảnh khi anh đã để một nước đi vô cùng sơ suất. Vâng, đây là một lỗi cực kỳ
lớn, một sai lầm hết sức nghiêm trọng, trong khi anh đang có đủ điều kiện để di chuyển cây tượng ra khỏi vị trí tử nạn của tướng, thì anh đã sơ suất không để ý, và như vậy anh đã phải chấp nhận thua ở ván đấu thứ hai. Bây giờ cả hai người chơi sẽ đến với ván đấu thứ ba. Ở ván đấu thứ ba này, người chơi Nguyễn Thanh Cảnh là người đi trước, anh đã mở được cây pháo đen, và ngay lập tức cây pháo đen đã sử dụng uy lực của mình để tìm cây xe ở vị trí thuận lợi để có thể tiêu diệt. Ván đấu thứ ba đang diễn ra với thế trận tương đối cân bằng. Lúc này chúng ta có thể điểm lại hai ván đấu vừa diễn ra. Ở ván đấu thứ nhất và ván đấu thứ hai trong buổi sáng ngày hôm nay, người chơi Phạm Đức Quyền đều đã giành chiến thắng và hiện tại anh đã có thêm 4 điểm trong buổi sáng ngày hôm nay. Người chơi Nguyễn Thanh Cảnh cầm quân đen đã có một nước đi cuối cùng hết sức sơ suất và anh đã phải nhận ván thua thứ hai trong buổi sáng ngày hôm nay. Lúc này thì người chơi Nguyễn Thanh Cảnh cầm quân đen đã mở được cây xe đen có sức tấn công rất mạnh. Liệu anh có tận dụng được sức mạnh của cây xe đen và cây pháo đen hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Cả hai người chơi thì tới thời điểm này chưa mất bất cứ một quân cờ nào. Bên đen dường như đang có một lực quân rất mạnh khi mở thêm được cây pháo đen thứ hai ở lỗ 5. Cây pháo ở vị trí này có thể nói là cực kỳ uy lực. Theo tôi nghĩ, người chơi Nguyễn Thanh Cảnh nếu muốn giành chiến thắng ở ván đấu thứ ba, lúc này anh có thể mạnh dạn chơi những nước trịch cờ đổi quân và chơi tất tay với đối thủ được rồi. Hiện tại thì người chơi cầm quân đỏ đã mở tới 6 cây úp rồi và vẫn chưa có cây xe đỏ nào xuất hiện. Do đó, khả năng sát xuất hai cây xe đỏ trong số những cây úp còn lại là rất lớn. Do đó, người chơi cầm quân đen rất cần những nước mạnh dạn, chơi đột phá và knock out trước đối thủ của mình. Thế trận dường như đang rất thuận lợi cho người chơi Nguyễn Thanh Cảnh, rất có thể hỗ trợ anh để anh có một trận thắng, một ván thắng trong buổi sáng ngày hôm nay. Rất tiếc cho người chơi Nguyễn Thanh Cảnh khi anh đã thực hiện mở cây xe úp ở vị trí không thuận lợi một chút nào. Rất tiếc cho anh đã để mất đi một cây xe đen của mình. Như vậy, dường như lợi thế về lực quân của người chơi Nguyễn Thanh Cảnh đã không phát huy được nhiều tác dụng. Anh đang đánh mất đi những cơ hội rất thuận lợi cho mình.
Người chơi Phạm Đức Quyền đã để mất đi 4 quân cờ, trong đó đã mất 1 pháo, 1 mã, 1 tốt và 1 cây úp. Trên bàn cờ hiện tại, anh đang có pháo mã và đặc biệt là có cặp sĩ có thể liên kết được với nhau để phòng thủ rất chắc chắn. Người chơi cầm quân đen Nguyễn Thanh Cảnh mất 3 quân cờ, trong đó có 2 quân có sức tấn công mạnh là xe và pháo. Tuy nhiên, người chơi Nguyễn Thanh Cảnh đang có được một thế trận tương đối áp đảo trước đối thủ của mình bởi lợi thế có cây xe đen trên bàn cờ lúc này. Và bây giờ là cơ hội để cho người chơi Nguyễn Thanh Cảnh tiêu diệt cây mã đỏ của đối phương. Phạm Đức Quyền đã mất quân cờ thứ 5, trong đó có 3 cây cờ có sức tấn công mạnh, đó là 2 cây mã và 1 cây pháo. Phạm Đức Quyền đã mở được cây xe đỏ thứ 2 rồi, cây xe đỏ đầu tiên rồi, rất có thể đây là cây xe đỏ đầu tiên, cũng có thể một cây đã mất rồi. Như vậy, sức mạnh phòng thủ và tấn công của Nguyễn Đức Quyền đã được tăng cường. Nếu anh tận dụng tốt lợi thế của mình, rất có thể người chơi Phạm Đức Quyền sẽ giành chiến thắng ván thắng thứ 3 liên tiếp trong trận đấu sáng ngày hôm nay. Bây giờ là cơ hội để cây xe đỏ có thể tiêu diệt được cây tốt đen đang áp sát khung thành của Phạm Đức Quyền. Như vậy là người chơi Nguyễn Thanh Cảnh đã quyết định bỏ tốt đen, dồn xe vào lỗ 5 để thực hiện nước tấn công. Tuy nhiên ở hình cờ hiện tại thì khả năng tấn công sát cục giành chiến thắng của người chơi Nguyễn Thanh Cảnh là chưa nhiều. Người chơi cầm quân đỏ vẫn đang còn thế trận phòng thủ cực kỳ chắc chắn khi đang có 2 cây pháo, 1 cây pháo úp và 1 cây pháo mỏ đang liên kết giằng lại với nhau rất chắc chắn, có sự hỗ trợ của 1 cây sĩ đỏ và cây tốt đen ở trung tâm khung thành. Ngoài ra thì người chơi cầm quân đỏ còn có 2 cây xe úp và 1 cây xe đỏ. Như vậy thế trận lúc này là tương đối cân bằng và có đôi chút ưu thế nghiêng về phía người chơi Phạm Đức Quyền. Trong những nước đi tiếp theo, Nguyễn Thanh Cảnh không mở thêm được những quân cờ tấn công mạnh để hỗ trợ cho khả năng phòng thủ và tấn công của cây xe đen và pháo đen, rất có thể người chơi Nguyễn Thanh Cảnh sẽ lại thua ở ván đấu thứ 3 trước đối thủ của mình. Nếu Nguyễn Đức Quyền mở được cây xe đỏ thứ 2 trong số 4 cây úp còn lại, thế trận tấn công và giành chiến thắng của Phạm Đức Quyền sẽ tăng lên rất cao. Ngược lại, nếu anh không có được sự may mắn mở thêm được những quân cờ tấn công mạnh, rất có thể người chơi Nguyễn Thanh Cảnh cầm quân đen sẽ xoay chuyển tình thế, rất có thể sẽ áp đảo và giành một ván thắng trước đối thủ của mình.
Phạm Đức Quyền đang sở hữu thời gian nhiều hơn đối thủ của mình, tới gần 3 phút. Như vậy, người chơi Nguyễn Thanh Cảnh đã quyết định chơi tất tay, đột phá áp sát khung thành của người chơi Phạm Đức Quyền rồi. Cây tốt đen đang trở nên rất lợi hại. Rất tiếc cho Phạm Đức Quyền, anh mở cây xe úp ở lỗ 9, nhưng đó cũng chỉ là một cây tốt mà thôi. Như vậy, những may mắn còn lại của Phạm Đức Quyền đang dồn vào hai cây úp ở lỗ 1 và lỗ 3. Rất có thể trong nước đi tiếp theo, người chơi Nguyễn Thanh Cảnh sẽ tiếp tục chơi tất tay, mở cây pháo úp ở lỗ 2 của mình, áp sát khung thành của đối phương. Đó là phán đoán của cá nhân tôi. Còn người chơi Nguyễn Thanh Cảnh, anh sẽ lựa chọn nước đi như thế nào? Sức tấn công bên cánh phải của người chơi Nguyễn Thanh Cảnh đang rất lớn. Và ngược lại, cánh trái của Phạm Đức Quyền đang rất mỏng manh, dễ vỡ. Nếu tấn công mạnh mà có thêm sự hỗ trợ may mắn, rất có thể Nguyễn Thanh Cảnh sẽ giành được một ván thắng trong trận đấu sáng hôm nay trước đối thủ rất khó chơi của mình. Tôi xin được công bố danh sách 15 người chơi đang giữ vị trí đứng đầu của game show Đấu Trường Cờ Việt phiên bản cờ tướng úp năm 2018 tới thời điểm này như sau. Đứng ở vị trí đầu tiên, người chơi Đỗ Quốc Trung đến từ Hải Phòng, 6 trận đấu, 18 ván thắng, 5 hòa, có 36 điểm. Vị trí thứ hai, Tô Việt Linh đến từ Bắc Ninh, 6 trận đấu, 18 ván thắng, 6 ván thua, đang có 36 điểm. Vị trí thứ 3, Trần Hải Long đến từ Hà Nội, 6 trận đấu, 17 ván thắng, 1 ván hòa, 10 ván thua, đang có 35 điểm. Đứng vị trí thứ 4, người chơi Dương Duy Vũ đến từ Hải Phòng, 6 trận đấu, 17 ván thắng, 8 ván thua, 34 điểm. Vị trí thứ 5, người chơi Nguyễn Văn Đắc đến từ Bắc Ninh, 6 trận đấu, 16 ván thắng, 7 ván thua, đang có 32 điểm. Vị trí thứ 6, người chơi Trần Quang Dũng đến từ Hà Nội, 6 trận đấu, 15 thắng, 1 hòa, 8 thua, đang có 31 điểm. Vị trí thứ 7, người chơi Nguyễn Xuân Hợp đến từ Quảng Ninh, 6 trận đấu, 15 ván thắng, 7 ván thua, đang có 30 điểm. Đứng vị trí thứ 8, người chơi Nguyễn Văn Bo, Hà Nội, đang có 5 trận đấu, 14 ván thắng, 1 hòa, 5 ván thua, đang có 29 điểm. Đứng vị trí thứ 9, người chơi Phạm Văn Toàn, Hà Nội, 4 trận đấu, 14 ván thắng, 1 ván hòa, 14 ván thua, đang có 29 điểm. Đứng vị trí thứ 10, người chơi Nguyễn Duy Long, đến từ Hải Phòng, có 6 trận đấu, 14 ván thắng, 9 ván thua, đang có 28 điểm. Vị trí thứ 11, người chơi Nguyễn Đình Kết, đến từ Vĩnh Phúc, 6 trận đấu, 14 ván thắng, 11 ván thua, đang có 28 điểm. Đứng vị trí thứ 12, người chơi Võ Văn Thành, Hà Nội, 6 trận đấu, 14 ván thắng, 14 ván thua, đang có 28 điểm. Vị trí thứ 13, người chơi Nguyễn Văn Thịnh, đến từ Quảng Ninh, đang có 5 trận đấu, 13 ván thắng, 4 ván thua, đang có 26 điểm. Đứng vị trí thứ 14, người chơi Trần Quang Chiến, Hà Nội,
5 trận đấu, 13 ván thắng, 9 ván thua, đang có 26 điểm. Đứng vị trí thứ 15, có hai người chơi, Đỗ Minh Giáp, Hà Nội, 6 trận đấu, 13 ván thắng, 12 thua, đang có 26 điểm. Người chơi Lý Văn Vinh, Hà Nội, có 6 trận đấu, 13 ván thắng, 12 ván thua, đang có 26 điểm. Quay trở lại với ván đấu thứ 3 trong trận đấu ngày hôm nay, người chơi Phạm Đức Quyền đã lại giành tiếp ván thắng thứ 3, kết thúc trận đấu đầu tiên với tỷ số 3-0. Như vậy, người chơi Phạm Đức Quyền đã có thêm 6 điểm. Trận đấu thứ hai trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi game show đấu trường cờ Việt phiên bản cờ tướng úp năm 2018 của chúng tôi.